Cả nhà ơi, có lộc ăn cả nhà. Mình đi công chuyện mới về. Ở trước cửa nhà có một bịch măng cụt để ở trước cửa này. Cảm ơn người cho. Tại bấm chuông mình không có ở nhà, cho nên để trước thềm cửa cho mình luôn. Thank you so much. So yummy măng cụt. Xin chào các bạn. Hôm nay mình ăn măng cụt tươi nha các bạn. Mình chia sẻ đến với các bạn mấy trái măng cụt tươi. Ở Mỹ mấy trái măng cụt tươi như vậy rất là quý luôn các bạn. Ở Mỹ không có trái này, chỉ là nhập khẩu vào thôi các bạn. Cái bịch hồi nãy mình không có thấy cái tên nên cũng không biết là măng cụt này xuất xứ từ đâu. Thường thì của Thái Lan hoặc là Mã Lai các bạn. Trái măng cụt tươi này người Anh cho mình một bịch hồi nãy để ở trước cửa nhà các bạn, tại mình đi không có ở nhà nên người Anh để trước cửa. Giờ mình đem vào mình rửa xong rồi giờ mình ăn, mình chia sẻ đến với các bạn. Mình lấy măng cụt ra mình rửa nha các bạn. Coi được nhiêu trái nha, trong cái một bịch như vậy. Wow, trái măng cụt nhỏ nhỏ dễ thương quá các bạn. Mình để vào cái thố này để mình rửa các bạn. Giờ mình đếm coi, 2 trái, 4 trái, 6 trái, 8 trái, 10 trái, 12 trái, một chùm đầy được 14 trái các bạn. Rồi giờ mình đi rửa sắc ra ăn các bạn. Mình mở nước ra rửa các bạn. Trái măng cụt nhỏ nhỏ dễ thương các bạn ha. Thường ăn măng cụt người ta hay chỉ mình đếm ở dưới cái đít của nó các bạn, ngay chỗ cái hoa nè, coi có bao nhiêu múi. Ở đây mình đếm nhánh nha, 1, 2, 3, 4, 5 nhánh giống các bông hoa hết các bạn ha. Thì trong đây chắc có là 5 múi á, để mình thử coi có đúng không, giống như người ta hướng dẫn mình không các bạn ha. Giờ mình xắt ra. One, two, three. 1, 2, 3, 4, 5. Ồ, giống y chang luôn các bạn. Hèn gì người ta có kinh nghiệm rồi, người ta chỉ cho mình hay quá. Cảm ơn người mà đã chỉ ra cái cách này. Chỗ trái măng cụt chín tươi ngon quá các bạn ha. Nhưng mà ăn không biết có ngọt không. Giờ mình để ra cái dĩa trước. Rồi mình xắt thêm nha các bạn. Còn cái trái này để coi coi. Ôi, trái này sao mà nhiều múi dữ rồi ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cái luôn các bạn. Đây. Nhưng mà không biết có phải hay không nha. Cái đầu là đúng rồi đó. Rồi, giờ mình xắt ra nữa coi giống không ha. Tanh 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 tanh. Ôi, đúng y chang luôn cả nhà ơi. Đây, cái nhánh của nó 7 cái ha con ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đúng. Ngay bon luôn. Không sót một cái nào hết. Rồi, mình thử thêm một lần nữa. Wow, sao mà hay dữ vậy ta. Trái này nó méo méo này nha. Để coi coi có bao nhiêu muối. Nhìn nó đen đen chứ, nó đỏ đỏ chứ mà. Để coi hàng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái trái này là 6.
Đếm kỹ lại coi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tại cái màu của nó giống luôn á, cho nên mình cũng không có thấy rõ. Hên xui coi đúng không nha. Lâu lâu cũng vui. Đúng rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 muối lép nè các bạn. Đây là 1, 2, 3, 4. 2 muối có hột, 4 muối lép. Đây, để y chang luôn. Rồi giờ mình tiếp tục mình xắt nha các bạn. Mình chia sẻ xắt cái trái mà coi ở dưới đít có bao nhiêu muối á, cho các bạn xem cho vui. Rồi giờ mình tiếp tục mình xắt mấy trái măng cụt tiếp theo. Trời hay quá à. Ăn măng cụt này các bạn, mình nhớ về Việt Nam á, nhằm mùa hè, trái này cũng 6 muối luôn. Về mùa nhằm mùa hè là mùa măng cụt ở Việt Nam các bạn, ôi ăn mê ly luôn. Gia đình mình là cứ mua măng cụt, mua sầu riêng, mua trái vải rồi các bạn. Mà mình thì thích măng cụt với sầu riêng, với cái trái gì bon 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 á các bạn. Mà mùa hè thì trái măng cụt ở Việt Nam mình nó vào mùa nó rẻ các bạn ha. Ôi thơm quá. Hay thiệt, nhìn cái đít nó bao nhiêu muối, cái cánh là bao nhiêu muối bên trong. Quá hay luôn. Mà sao mà qua Mỹ mà được mấy trái măng cụt tươi mà giữ làm sao còn nguyên vẹn, hay quá các bạn. Nó không có một cái dấu vết gì hết. Nè, trắng nõn nà luôn. Đẹp ơi là đẹp. Ồ, mới vừa khen nha, nhưng mà có một cái trái có dấu vết rồi nè. Mới vừa khen á. Tiếp theo nữa coi ra sao. Sẽ được 4 5 trái, 5 6 trái trắng ơi là trắng. Khen được một tí là có một trái. Ồ, trái này cũng trắng. Mời các bạn thưởng thức măng cụt cùng mình nha. Mình với con gái chứ. One, two, three, Cheers. cheers. Mình lấy cái đồ cắm ăn trái cây các bạn, để mình dứt ra nha. Ôi ngon quá các bạn ơi. Cái này là hột không có hột nè, hột lép á. Ồ, nè cho con gái mommy thưởng thức trước. Yeah, thank Ngon ngon hả? you. Ngon quá. Không có hột các bạn ơi. Quá tuyệt vời luôn, măng cụt. Ở Mỹ mà mình được trái ăn trái măng cụt tươi gì quý lắm. Hiếm nữa. Ôi ngon quá. Chua chua ngọt ngọt nè con gái. Ngon Nữa quá. chứ. Ở mấy cái này không có hột các bạn, ngon quá à. Cái muối này là có hột nè, nó to. Wow. Ngon quá, ăn trái nữa nha con gái ha. Wow. Má mày lấy cái không có hột cho con nè. Ủa nó trắng ngon ơi là ngon. Thank Ăn ghiền luôn các bạn. Ăn này là nhớ Việt Nam nè. Wow, ngon quá. Wow. Cái hộp của nó là các bạn dẹp lép à. Còn mấy cái hộp nhỏ nhỏ như vậy nè là nó không có hột nhiều, chỉ có hột lớn như vậy thôi. Ngon ơi là ngon luôn á, cho con gái nữa nè. Thank you, mommy. Ngon Ngon quá.
Ngon không ha? Măng cục ngon quá. Mình cảm ơn người anh tốt bụng cho mình bịch măng cục rất là nhiều. Thank you very much cho măng cục. Thank you. So yummy. Thank you. Yeah, măng cục rất là ngon. Mình chia sẻ ăn măng cục tươi đến đây. Cảm ơn các bạn xem video Hải My Chen Cuộc Sống Mỹ. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ, nhiều sức khỏe, bình an. Hẹn gặp các bạn video tiếp theo. Bye bye.